chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hay của bá tiến và các bạn thân mến đã rất lâu rồi mình không có một cảnh mở đầu thế này thì mình muốn ở những thời gian tới sẽ có được những bộ chuyện hay hơn với sự đầu tư công phu hơn từ mình và để đón nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ các bạn và mong rằng các bạn hãy ủng hộ kênh của tiến bằng một like một xe và một subscribe với mỗi một video mà các bạn thích nha còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị bước vào những bộ uh, những tập tiếp theo của bộ truyện Ma đạo Tổ sư. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Ma đạo Tổ sư. Chương 63: Ôn Nhu. Giọng đọc: Bá Tiến. chặt ngụy vô tiện thấp giọng lầm bầm một tiếng lam chạm hắn vươn tay vụt bắt được một bên áo làm vong cơ làm vòng cơ vẫn canh giữ bên người của hắn mới vừa đang định đứng lên lại bị hắn túm được lập tức cúi người nhẹ giọng nói ta ở đây nhưng ngụy vô tiện vẫn chưa tỉnh lại mắt vẫn nhắm nghiền tay lại túm hắn không buông dường như đang nằm mơ thì thầm ngươi cứ đừng giận Lam Vong Cơ ngẩn người Ôn nhu nói Ta không giận Nguyễn Vô Tiện nói Ừ à. Nghe được một câu như thế Hắn giống như đã yên tâm rồi Ngón tay hơi buông Lam Vong Cơ ngồi cạnh hắn một lúc Thấy hắn lại không cửa quẩy Định đứng dậy lần nữa Ai ngờ Tay bên kia của Nguyễn vô Tiện Lại mạnh mẽ nắm lấy hắn Ôm lấy cánh tay của hắn không giỏi Hô Ta đi với ngươi Mau mang ta về Nhà của ngươi đi Lam Vong Cơ mở to mắt kêu côn này xong nguyễn vô tiện như vẻ đánh thức chính mình lông mi run rẩy chậm rãi mở mắt từ mơ mơ hồ hồ đến hoàn toàn tỉnh táo bông phát hiện hai tay mình ôm lăng bông cơ như ôm cọng rơm khúc gỗ cứu mạng vậy hắn lập tức ruột tay về thiếu chút nữa là lăn nông lốc ra rồi cử động quá lớn làm đụng đến vết thương trên bụng nhăn mặt ai một cái lúc này mới nhớ ra trên người còn có vết thương giữa đám sao vàng năm cánh bung xòe kim lăng giang trừng giang yếm ly giang phong miên ngu phu nhân vô vàn khuôn mặt thay nhau lượn vòng trước mắt hắn làm mộng cờ để hắn lại nói vết thương trên bụng người bô tiền nói vết thương không có việc gì không đau lắm đâu hắn vén quần áo mình lên nhìn nhìn bụng đã được băng bó kỹ càng xong xuôi thật ra cử động đã không còn trở ngại gì rồi đừng kịch liệt quá là được Hắn nói, cơ thể này vẫn chẳng tốt, chọc một cái đã không chịu nổi rồi. Làm vòng cờ hở hứng nói, có là cơ thể của ai bị đâm một nhát như thế cũng không chịu nổi. Ngụy bột tiền nói, không hẳn là vậy, nếu đổi lại là cơ thể ta trước kia, loài nửa khúc ruột ra cũng có thể tự nhét vào, quay lại chiến tiếp 300 trận. Nhìn hắn vừa tỉnh lại đã bắt đầu nói vớ vẩn rồi, làm vòng cờ lắc đầu quay đi chỗ khác. Người vô tiện tưởng hắn muốn bỏ đi Vội nói làm chạm làm chạm đừng Ta nói hưu nói vượn ta không tốt Ngươi đừng ngón nơi ta nha. Làm vòng cờ nói Ngươi còn sợ người ta phất là ngươi sao Người vô tiện nói Sợ chứ sợ chứ Đã lâu lắm rồi hắn không được hưởng thụ cái cảm giác tỉnh lại Sau khi bị thương Mà có người canh gác bên cạnh Làm vòng cờ bên hông của hắn Sánh đôi hai thanh kiếm Tháo tùy tiện xuống đưa cho hắn kiếm của ngươi ngụy vô tiện nói cảm ơn cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng rút ra trên kiếm phong sáng trong phản chiếu đôi mắt của hắn ngụy vô tiện lại tra tùy tiện vào vỏ lần nữa nói có thật là nó tự động phong kiếm không nhỉ làm vòng cờ cũng cầm chui kiếm tùy tiện rút ra không nhúc nhích tí nào ngụy vô tiện thở dài sờ sờ thân kiếm thầm nghĩ ta biết rằng thằng nhái kim quang dao này không dám thuận miệng mà nói bừa đâu Thế mà phong kiếm thật. Hắn nhìn xung quanh một lượt. Đây là một gian nhà sạch sẽ giản đơn. Bày biện giống với cả tĩnh thất của Lam Phong Cơ. Nhưng không có cầm chắc. Ngụy Bôn Tiện hỏi. Đây là đâu? Lam Phong Cơ nói. Vân thâm bất chi xứ. Ngụy Bôn Tiện ngẩn người nói. Ngươi mang ta về vân thâm bất chi xứ. Ngươi không sợ bị anh ấy phát hiện hay sao? Nhà ai đây? Có người nói. Ta. Một người vòng từ sau tấm bình phong ra áo trắng bên trong buộc chán dáng hình cao gầy đích thị là lam hy thần Lam Vong cơ đứng lên nói anh hai lam hy thần rời mắt từ trên người hắn lên mặt ngụy vô tiền thở dài một tiếng nói vong cơ ngươi bảo ta phải nói với ngươi thế nào đây chẳng biết rốt cục hắn đứng về phía nào đây thấy lam hy thần tiến đến ngụy vô Tiện vốn nên cảnh giác thế nhưng lam vong cơ lại chắn trước người hắn hắn thật sự là cảnh giác không nổi. Làm vòng cờ nói, anh hai, đầu của xích phong tôn đúng là ở trong mật thất của Kim Lân Đài mà. Lai Viên Thần nói, người tận mắt nhìn thấy. Làm vòng cờ nói, hắn tận mắt nhìn thấy. Lai Viên Thần nói, người tin tưởng hắn. Làm vòng cờ nói, tin. Hắn không do dự chút nào mà trả lời. Lòng ngực ngụy vô tiện nóng bừng. Lai Viên Thần nói, như vậy, Kim Cương Giao kia Lam Hồng Cơ nói Không thể tin Lam Hi Thần nở nụ cười nói Vong Cơ Làm thế nào mà ngươi lại quyết định được Một người tốt rốt cục có tin được hay không Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện nói Ngươi tin tưởng Ngụy Công Tử Nhưng ta tin tưởng Kim Quang Giao Đầu đại ca Ở trong Kim Luân Đài Việc này chúng ta đều không thấy tận mắt Đều là dựa vào hiểu biết của bản thân chúng ta Về một người Tin vào lời giải thích của người kia Ngươi cho là mình biết rõ Ngụy Vô Tiện nên tin hắn mà ta cũng cho là mình biết rõ Kim Quang Giao, nên ta cũng tin hắn. Ngươi tin tưởng phán đoán của bản thân, thế chẳng lẽ ta không thể tin tưởng phán đoán của mình hay sao? Ngụy Vô Tiện sợ hai huynh đệ bọn họ vì chuyện này mà thành ra cái nã, nói. Lam Tông Chủ, Lam Mi Thần vút cằm nói. Ngụy Công Tử, ngươi không cần lo lắng, trước khi sự tình được làm rõ, ta sẽ không thiên vị tin tưởng bất kỳ bên nào cũng sẽ không để lộ hành tung của các ngươi không thể ta đã không giấu các ngươi ở trong hàn thất của ta rồi. Hắn chỉnh tề, ngồi xuống trên chiếu nói. Thế, mời kể một chút, ở Kim Lân Đài, ngươi rốt cục đã nhìn thấy cái gì nào? Thế là ngụy Vô Tiện bắt đầu từ việc hắn bám vào bên trong người giấy, nó đến phong mật thư cổ quái, đến tần tố tự sát một cách kỳ lạ, đến cộng tình, còn cả cái đầu bị phong ấn của Nhiên Minh Quyết, cặn kẽ thuật lại toàn bộ quá trình thăm dò bí mật ở Kim Lân Đài. Nghe xong, Lam Mi Thần nói, lá thư kia. Ngụy Vô Tiện hiểu được trong cả câu chuyện, phong thư này rất cổ quái, nghe hoàn toàn giống như thuận miệng bịa bừa ra một đạo cụ lấp liếm gượng ép vậy. Hơn nữa, phong thư này còn bị đốt, như thế quả thật nghe nó giả giả ra sao đó. Nếu có thể tìm lại được đầu xích phong tôn thì dễ xử lý rồi, nhưng giờ Kim Quang Giao nhất định đã đem giấu nó ở nơi bí mật hơn. Ngay từ đầu, hắn đã nhìn Kim Quang Giao từ góc nhìn của nhiễm minh quyết thấy được giá tâm và tàn nhẫn của người này nhưng nếu như kim quang dao vẫn luôn bày ra bề ngoài giả tạo trước mặt lam Y thần cớ gì hắn không tin tưởng huynh đệ kết nghĩa của mình mà lại đi tin một tên tinh phong huyết vũ tiếng xấu mười mươi huống chi nhìn bề ngoài việc nhậm minh quyết tẩu hỏa nhập ma đã có dấu hiệu báo trước từ lâu trước mặt mọi người phát cuồng bạo huyết mà chết có vẻ vô cùng hợp lý thấy Lam Hy Thần chẳng ơ hở gì, cúi đầu suy tư. Nguyên Vô Tiền nói: Lam Tông Chủ, nguyên nhân trực tiếp cho cái chết của Sích Phong Tôn đúng là tàu hỏa nhập ma, nhưng ngươi không cảm thấy thời điểm này quá trùng hợp sao? Nếu không có nguyên do, vì sao hắn không sớm không muộn lại phát bạo đúng vào kỳ hạn chót để lại cho Kim Quang Giao đó? Lam Hy Thần nói: Ngươi cho rằng nguyên nhân là gì? Nguyên Vô Tiền nói. Cá nhân ta cho rằng nguyên nhân này chính là thanh tâm huyền khúc hắn gậy. Lai Mi Thần nói, người công tử, ngươi cũng nên biết, thanh tâm huyền âm hắn chơi là ta dạy cho hắn. Ngụy Bột Tiện nói, như vậy xin Lam Tông chủ nghe chút xem từ khúc này có gì cổ quái không. Cây sáo của hắn vẫn để đầu giường, Ngụy Bột Tiện cầm lấy đưa lên, cúi đầu nghĩ một chút liền thổi. Cây sáo của hắn vẫn để đầu giường. Từ khúc này trong ba tháng cuối đời như minh quyết kim quang giao hầu như mỗi đêm đều phải vì hắn mà gảy đàn đúng theo giai điệu ngụy vô tiện nhớ đến rành giọt thổi xong một khúc ngụy vô tiện nói Lan tâm chủ từ khúc này có đúng là khúc ngươi dạy cho hắn không lam minh thần nói đúng vậy khúc này tên là tẩy hoa có điệu quả thanh tâm định thần lam vòng cờ không lên tiếng việc này chứng tỏ lam minh thần không nói dối ngụy vô tiện nói tẩy hoa huyền môn danh khúc ta cũng nghe qua không ít rồi sao không có ấn tượng với tên và giai điệu của nó lam phong cơ nói khúc này ít gặp lại khó tập ngụy vô tiền nói là kim quang giao chỉ tên muốn học bài này sao lam minh thần nói đúng vậy tẩy hoa đi khó tập nhưng hiệu lực và tác dụng rất tốt ngụy vô tiền nói có thật là khó tập như vậy không lam minh thần vuốt cầm nói khó tập mới rồi ngụy công tử không phải cũng thổi xem một đoạn hay sao Nghe vậy, Nguyễn Bút Tiện thầm giật mình nói, ta vừa thổi sai sao? Là một cờ nói, ở giữa có một đoạn, sai rồi. Nguyễn Bút Tiện cười nói, không không, không phải là ta sai, mà là Kim Quang dao sai. Trong lúc cộng tình, hắn thật sự đúng là thổi như thế đấy. Ta có thể cam đoan từ khúc này là ta một nốt cũng không sai mà thổi lại một lượt. Lai Minh Thần kinh ngạc nói, vậy chính là hắn học sai, không thể nào. Nguyễn Bút Tiện nói, quả là không thể nào. Liễm Phương Tôn là người thông minh như vậy, sao lại nhớ nhầm giai điều? Chỉ e đa phần là cố ý. Ta thổi lại lần nữa. Lam Tông Chủ, Hàm Quang Quân, hai vị cũng phải cẩn thận nghe cái đoạn thổi sai rồi. Quả thật hắn lại thổi lần nữa, lúc thổi đến đoạn thứ hần cuối, là một cơ nói, dừng. Lam Minh Thần nói, chính là đoạn vừa rồi. Ngụy Vô Tiền hạ sáo bên môi xuống nói, thật sự là đoạn này. Sao ta thấy đoạn này nghe không hề hoài hoa vậy? Lai Thần nói, quả thật là không hài hòa, nhưng mà nó hoàn toàn không phải một phần của tẩy hoa. Bình thường nếu gảy sai, đoạn sai sẽ không hòa hợp hoàn chỉnh với những phần khác của nguyên khúc như vậy. Hầu như có thể khẳng định, đoạn giai điệu này chắc chắn đã cố tình bị mài rũa rồi ghép vào. Mà đoạn này chẳng phải của tẩy hoa, lại lẫn vào giai điệu không liên quan của tẩy hoa, có nhiều khả năng là mấu chốt trong việc Nhất Minh Quyết mất mạng. Nghĩ ngợi chốc lát, Lai Thần nói, các người đi theo ta lam vân cơ cùng ngụy vô tiện theo hắn dẫn đường ra khỏi hạn thất giờ hỏi đã qua trong vân thâm bất chi xứ phần lớn mọi người đã lên rừng từ lâu vô cùng vắng vẻ một đường chẳng có ai lam y thần dẫn thẳng bọn họ đến tảng thư các vân thâm bất chi xứ từng bị một trận hỏa hoạn thiêu rồi tảng thư các đã không còn là tàng thư các năm ấy nữa nhưng khi xây lại giống hệt kết cấu lúc trước ngay cả cây ngọc lan bên ngoài kia cũng được trồng lại một gốc. Ba người vào trong các, Ngụy Bút Tiện lại nói. Lam Tông Chủ, có thể tìm được nguồn gốc của giai điệu đoạn kia không? Lai Mây Thần nói. Tại đây không được. Hắn đi tới trước một dãy kệ sách, ngồi xuống vén một tấm chiếu, lót sàn ở đó lên, lật ván gỗ phía dưới lên, nói. Ở đây thì được. Dưới tấm ván gỗ là một cửa hầm. Lam Mông Cơ nói. Cấm thư thất. Sau cửa ngầm là một cầu thang ngầm hơn 30 bậc. Ba người theo thang hầm lần lượt đi xuống. Hiện ra trước mắt Ngụy Vô Tiền là một tầng hầm rộng khô giáo. Tiếng bước chân trên đất vang vọng trong phòng thành những tiếng động rồi lại mênh mông. Trong cấm thư sừng sững từng hàng từng hàng kệ sách, trên kệ thư thớt xếp phân loại sách phủ bụi, vẻ như đã nhiều năm không có người lật dở. Xong Lam Y Thần dẫn bọn họ đến trước một dãy nói, kệ này toàn bộ là ghi chép dị phổ trong cấm thư có một án thư trên án thư này chỉ một chụp đèn giấy làm vòng cờ lấy giấy bút đá nhiều năm không ai đụng tới từ bên kẻ xuống ghi lại theo trí nhớ nhạc phổ của ba đoạn giai điệu ba người ngồi xuống xung quanh án thư đó chia nhau cùng làm mỗi người phụ trách mấy chục quyển từng quyển một từng trang một mà đối chiếu với quyển soạn nhạc phổ liệt kê trong cấm thư tìm kiếm phần tương thích với nó nhạc phổ là bản ghi chép nhạc bằng ký tự tức là chuyển soạn là bản ghi chép lại một giai điệu bằng hệ thống ký tự ký hiệu tương ứng đôi khi thay đổi thêm thắt một số chỗ theo ý mình nhưng hai canh giờ trôi qua ba người đều không tìm được nhạc phổ nào khớp với cái đoạn trên cũng tức là không thể tìm ra nguồn gốc của nó ngụy vô tiện vừa nhanh như gió đọc lướt bản nhạc vừa thầm nghĩ lẽ nào ghi chép dị phổ trong cấm thư của lam gia tàng thư các cũng chưa từng thu lại từ khúc này không thể nào nếu ngay cả Lam gia cũng không sưu tầm, nơi khác càng không thể sưu tầm được. Nói chung chắc không phải thần khúc Kim Quang Giao tự mình sáng tác đi. Nói như vậy thì phiền phức rồi. Cơ mà tuy rằng hắn thông minh nhưng thủy chung là nửa trường xuất gia, chưa thông minh đến mức có thể tự nghĩ ra. Nửa trường xuất gia, chỉ việc không dưng làm việc không phải chuyên môn của mình. Ví dụ như làm tiểu thuyết gia lại đi bán hàng đa cấp vậy. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn đám chữ nhỏ chi chít chẳng chịt hồi lâu, có chút hoa mắt, còn lại mấy quyển trong tay. Tính trước tiền cứ để qua một bên rồi xem sau. Làm ông cờ đã xem xong chồng sách của hắn, lặng lẽ cầm quyển sách Ngụy Vô Tiện để lại sang, cúi đầu tiếp tục tìm kiếm. Lam Mi Thần chậm rãi nâng mắt, nhìn thấy màn này như muốn nói ra mà lại thôi. Đang lúc ấy, Lam Mông cờ nói, quyển này. Hắn đưa quyển sách cầm trong tay tới, Nguyễn Vô Tiện lập tức sốc lại tinh thần, rất chăm chú nhìn ngó hắn, lật ra hai trang, so với tàn phổ trong tay nói, hoàn toàn khác xa nhau mà. Làm ông cờ đứng dậy, ngồi bên cạnh hắn, chỉ cho hắn xem, nhìn đầu vào cuối trang xem. Đầu bọn họ túm tụm vào nhau, làm vòng cờ thì ghé sát vào tay hắn bàn chuyện. Nguyễn Vô Tiện run tay một cái, sách suýt nữa thì rơi xuống. Vất vả lắm mới ổn định được tâm trạng, buộc bản thân rời mắt khỏi ngón tay thon dài trắng nõn của Lam Vong Cơ, phân tích kỹ càng nói à đầu cuối hai trang quyển sách nhạc này thoạt nhìn có vẻ như không có gì không ổn nhưng nếu là người quen thuộc âm luật để ý hơn chút nữa là có thể nhìn ra trang này mở ra từ khúc trang trước và từ khúc trang sau đúng là không nối tiếp nhau nguyễn bố tiện lấy sáo ra thổi một đoạn theo bản nhạc quả là hai giai điệu này tách rời khỏi nhau nửa đoạn nhạc trang trước và nửa đoạn nhạc trang sau hoàn toàn không phải cùng một từ khúc. Giữa hai trang này hẳn là còn một trang bị ai đó cẩn thận từng ly từng tí không để lại dấu vết xé đi. Người này xé rất cẩn thận, không để lại chút vụn giấy nào, khó mà bị người ta phát hiện được. nguy Bôn Tiện lật sách, chỉ thấy trên bìa sách viết ba chữ. nguy Bôn Tiện nói, loạn phách sao? Đây là sách gì? Giai điệu từ khúc trong sách dị quá. Làm ông cơ nói, một quyển bí khúc tập đông danh, Đông Doanh chính là Nhật Bản đấy à? Mà hồi tụi nó tu tiên thì Nhật Bản chưa là Nhật Bản nên mới thôi vậy. 14 tiền Tiện nói, bí khúc của Đông Doanh bên kia, thảo nào giai điệu không nhiều như chúng ta bên này. Lai Mi Thần ánh mắt phức tạp nói, loạn phách sao? Tương truyền có một vị tu sĩ đi thuyền phu lưu ra nước ngoài, lưu lạc ở Đông Doanh mấy năm, sau tập xong một quyển tà khúc tập. Từ khúc trong sách này, nếu đi kèm với linh lực khi diễn tấu có thể dừng hại người, hoặc ngày càng gây ồm, hoặc tâm tình bực bội, hoặc khí huyết sao động, hoặc năm giác quan mất nhạy. Người linh lực cao có thể lấy mạng người ta trong vòng 7 tiếng vang. Ma đạo tổ sư chương 64 Ôn nhu nhị giọng đọc Bá tiến Nguyễn Vô Tiện đập bàn nói Chính là cái này Lòng hắn phấn chấn Đập phát này vô cùng đột ngột Làm ngã chụp đèn giấy trên án thư Làm một cơ nhanh tay nhanh mắt Mà đỡ được nó Nguyễn Vô Tiện nói Lam Tông Chủ Trong quyển loạn phách sao này Liệu có từ khúc nào có thể quấy nhiễu lòng người Khiến nguyên thần của người ta kích động Khí huyết sôi trào Nóng này dễ bực các kiểu này không Lam Y Thần nói Ờ chắc là có Nguyễn Bất Tiện lại nói Kim Quang Giao linh lực không cao Không có lấy mạng người ta Trong vòng 7 tiếng đàn được Hơn nữa ra tay như vậy quá trắng trợn Chắc chắn hắn sẽ không chọn lựa Loại tà khúc lực sát thương mạnh như thế Thế nhưng nếu hắn mượn cớ Vì xích phong tôn Gảy thanh âm huyền khúc này Giúp hắn bình ổn tâm thần Gảy liên tục 3 tháng Từ khúc này có thể tương đương với dùng mãn tính đây Thúc đẩy chuyển biến của xích phong tôn bộc phát La Minh Thần nói ừ có nguy vô tiền nói Vậy thì suy đoán có hợp lý rồi Đoạn này không thuộc về bản tẩy hoa Khiếm khuyết Mà là từ một tòa thất lạc cổ quyền Loạn phách sao này mà ra Tả khúc đông doanh Ghi lại trong loạn phách sao Đều có phần phức tạp khó tập Hắn không có thời gian sao chép Ở cấm tư thứ nhất Đành phải xé đi Không, sai rồi Kim con dao có khả năng xem con là nhớ Hắn xé trang này đi Hoàn toàn không phải là vì Hắn không nhớ được Mà là để cho người Người chết hết chuyện bảo đảm ngộ nhỡ có ngày nào đó sự việc bại lộ có thể là bị người ta bắt tại trận cũng hết cách xác định nguồn gốc của đoạn giai điệu này hắn làm hết thảy đều cực kỳ cẩn thận trước mặt ngươi thản nhiên gảy đúng là bản tẩy hoa hoàn chỉnh xích phong tôn cũng không phải người xem mê phong nhã hắn từng nghe lâm tông chủ ngươi gảy đàn tẩy hoa hẳn là có ấn tượng đại khái với giai điệu này bởi vậy kim quang dao không thể trực tiếp gảy ta khúc mà phải trộn lẫn hai từ khúc phong cách khác hẳn nhau. Công hiệu cũng hoàn toàn trái ngược vào nhau. Vậy mà có thể trộn được ngon ơ, đến trọn vẹn không giật cục. Quả thật thiên phú âm luật rất cao. Ta đoán hắn chỉ dùng rất ít linh lực trong đoạn tẩy hoa. Mà trong đoạn tà khúc mới phát lực. Sịch phong tồn dấu sao cũng không tinh thông thuật này. Dĩ nhiên vô phương nhận ra có một đoạn trong đó đã bị kim quang dao bóp méo thành tà khúc đòi mạng. Chào mặc một lát, Lam Minh Thần trầm giọng nói. Tuy là hắn thường xuyên vào vân tâm mất chi xứ, nhưng cấm thư thất của ta, tàng thư các cũng chưa hề nói với hắn mà. Hắn trả lời mỗi lúc thêm một trật vật. Ngụy Vô Tiền nói, Lam Tông Chủ, thứ lỗi ta nói thẳng nha. Liêm Phương Tôn đúng là đã từng nằm vùng trong thành bất dạ thiên của Kỳ Sơn Ôn Thị. Hơn nữa còn là một kẻ nằm vùng vô cùng thành công. Cả mật thất của ôn nhược hàn hắn có thể tìm ra. Cũng thần không biết, quỷ không hay, lẻn vào. Đối với hắn, cấm thư thứ nhất của tàng thư các lam ra, Thật sự không tính được cái gì hết. Lam Mông Cơ nói, huynh trưởng, năm đó lúc ngươi di dòi tàng thư các, có gặp hắn đến trên đường không? Tàng thư nghĩa là sách và lưu trữ, ở đây để chỉ đám sách trong tàng thư các, Lam Đại ca cứu được ra. Trong lúc cộng tình những minh quyết, Lam Mi Thần từng nói trước kia hắn đúng là đang gặp kim quang giao ấn tượng rõ ràng khá tốt nhưng lại nói một đời sỉ nhục tính thời gian thì có thể khiến người ta liên tưởng đến chuyện lam mi thần mang tàng thư chạy trốn năm đó kỳ sân ôn thị làm loạn làm người hoang mang lam mi thần mang tàng thư chưa bị thiêu hủy liều mạng trốn đi có lẽ trên đường gặp nạn chịu ơn kim quang giao cho nên lam mi thần mới tiến nhiệm thái độ làm người của kim quang giao như vậy cả thanh tâm âm cũng có thể dạy cho hắn mà nếu quả thực như vậy, rất có thể. Vào lúc đó Kim Quang Giao đã từ chỗ Lam Y Thần, đang luống cuống tay chân, biết được ít chuyện. Lúc quyết tâm về chủ nhiếp Hy Thần, thì nhớ ra là Lam Gia cất giấu một đống cấm thư tả khúc kia. Lại ỷ vào thân phận nghĩa đệ của Lam Gia, gia chủ, ra vào tàng thư các, mãi đến khi tìm được thứ hắn muốn thì thôi. Lam mỹ Thần cầm tờ giấy viết khúc tàn phổ trong tay, nhìn chăm chú thật lâu rồi nói. Ta sẽ nghĩ cách thử đoạn tàn phổ này, Lâm Mông Cơ hỏi Huynh trưởng Lai mi Thần tiếp lời Khi đại ca qua đời thì cuộc vây kết trên loạn toán cương đã qua nguy Công Tử đã không còn trên thiên thế này nữa rồi Nếu như thử xong Đoạn toàn phổ này quả thật có thể làm rối loạn tâm trí một người Không phải đặt điều biện thì, thì ta Quý vượt tiền nói Trạch vô quân Dùng người sống để thử tà khúc E là trái với giao huấn của cô Tô Lam thì Lai mi Thần đáp Ta lấy bản thân ra để thử thân là gia chủ của cô Tô Lam thì lại nói ra những lời hồ đồ như thế. Có thể thấy giờ phút này lòng y đã dối như tơ vòi rồi. Làm vòng cờ hơi cao giọng nói. Huynh trưởng! Lam y thần đưa tay hắn đỡ chán giống như đang kiềm chế điều gì đó. Hạ giọng nói. vong cơ! Kim quang dao mà ta biết với kim quang dao mà hai người biết và cả kim quang dao trong mắt người đời hoàn toàn không giống nhau. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi trong mắt ta, hắn vẫn luôn nhẫn nhục, gánh vác trọng trách, hướng về chúng sinh, kính trên, thương dưới. Ta luôn luôn vững tin, chỉ trích của người đời dành cho hắn đều xuất phát từ hiểu lầm. Kim quang dao mà ta biết mới là kim quang dao chân thật nhất. Đệ muốn ta bây giờ lập tức tin, người này trước mặt ta chỉ là giả dối. Hắn chủ tính sát hại một người, nghĩa huynh của mình mà ta cũng nằm trong vòng tính toán của hắn. Thậm chí còn giúp hắn một tay. Có thể đệ ta thận trọng xem xét một chút rồi mới đưa ra phán đoán hay không? Lam Mi Thần vốn nghĩ, Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Giao trong lòng có khúc mắc, một lòng một dạ muốn bọn họ hòa giải như thỏa ban đầu. Nên khi ấy mới dạy Kim Quang Giao luyện tập khúc đàn thanh tâm, nhờ hắn thay mình ổn định tâm thần Nhiếp Minh Quyết. Ai ngờ, thiện ý của y lại giúp hoàn thành tâm thư âm mộc của Kim Quang Giao. Điều này khiến y biết làm sao cho phải đây. Ba người không nói gì nữa Mãi cho đến khi rời khỏi tàng thư các Làm một cờ mới nói Ta nên gặp thức phụ Lai mi thần trầm bọng hồi lâu cũng nói Ta đưa ngụy công tử về Sau khi xong việc đợi qua đó lần nữa đi Y dẫn ngụy vô tiền Đi qua con đường mòn Lát đá trắng ở vân thâm bất chi xứ Lại quay về trước căn nhà nhỏ tĩnh mịch trồng đầy hoa long đảm Sâu bên trong vân thâm Đứng trước cửa Ngụy vô tiện hỏi Lam tiên sinh có biết hàm quang quân Lam minh thần đáp Ngay sau khi thúc phụ tỉnh lại Ta đã ra lệnh cho tất cả mọi người Đừng nói nhiều với ngươi Nếu để Lam khải nhân biết chuyện tốt Mà Lam vong cơ đã làm với hắn Trên đài kim lân Chắc chắn ông vừa tỉnh lại Sẽ ngất đi ngay lập tức Ngụy bất tiền nói Lam não tiền bối vất vả rồi Lam minh thần đáp Thúc phụ quả thật vất vả Bộ nhân ý nói Ngụy công tử Ngươi có biết căn nhà nhỏ này là nơi nào không? Ngụy Vô Tiện hỏi, vì sao Trạch Vũ Quân lại nghĩ ta sẽ biết? Lam Mi Thần liếc hắn một cái nói, đây là nơi năm xưa của mẫu thân ta trong vân thâm mất chi xứ. Mẫu thân của Lam Mi Thần cũng chính là mẫu thân của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi kỳ kỳ. Các đời gia chủ cô Tô Lam thì đều sống trong hàn thất, chắc chắn không phải căn nhà nhỏ khuất trong một góc vân thâm mất chi xứ này. Lẽ nào phụ mẫu của lam phong cơ tính tình cũng không hợp rau giống lam phong miên và ngô phu nhân bị ép thành hôn nên mới chia ra ở riêng gia chủ và gia chủ phu nhân ở riêng nghĩ kiểu gì cũng không ra một lý do để vui vẻ hơn nữa nghe nói gia chủ đời trước của cô tô lan thị là thanh hành quân phu nhân của ông thân thể yếu ớt dưỡng bệnh quanh năm không tiện gặp người người ngoài vốn ít biết bà là ai sau này mọi người đều âm thầm suy đoán bệnh này phải chăng là bệnh không thể để người ta thấy chẳng hạn như dung mạo bị hủy hoại tàn tật gì đó thế nên ngụy vô tiện không tiện hỏi nhiều tiếp tục im lặng chỉ chờ lai mi thần tự kể tiếp lai mi thần nói ngụy công tử ngươi nên biết cha ta bế quan quanh năm không bằng thế sự nhiều năm qua cô tô lam thị gần như đều do một tay ta một thúc phụ quản lý nữa ngụy vô tiện tiếp việc người ta biết lai mi thần buông tay bàn tay đang cầm liệt băng không còn nắm trong ống tay áo trắng tinh nữa chậm rãi nói cha ta bế quan quanh năm là vì mẫu thân ta nơi này nói là chỗ ở chi bằng nói là nơi giam lỏng nguyễn bôn tiện giật mình phụ thân của trạch vu quân và hàm quang quân là thanh hành quân khi xưa cũng từng là một vị danh sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ thanh danh khi còn trẻ phong quang vô hạn đến tuổi hai mươi bỗng buông hết tất cả mà rút lui, nó là bế quan. thật ra là giống thoái ẩn hơn. người ngoài từng suy đoán rất nhiều nguyên nhân, nhưng trung quy vẫn không có suy đoán nào được đọc chúng cả. lam hy thần cúi người xuống bên cạnh bụi hoa long đạm, ôn nhu vuốt ve mấy cánh hoa mềm mại, mỏng manh kia. kẻ phụ thân ta lúc trẻ trên đường về sau một lần săn đêm đã gặp mẫu thân ta bên ngoài thành cô tô. y khẽ mỉm cười nghe nói là vừa gặp đã yêu nguyễn vô tiện cũng cười cười nói tuổi trẻ đa tình mà la minh thần kể tiếp nhưng người con gái này lại không động lòng với phụ thân ta hơn nữa còn giết chết một vị ân sư của người việc này quả thật vượt quá sức tưởng tượng nguyễn vô tiện biết rõ truy hỏi là rất thất lễ nhưng cứ nghĩ đây sẽ là cha mẹ của lam vong cơ lại cảm thấy không thể im lặng tại sao la minh thần đáp ta không biết nhưng ta nghĩ xoay qua, xoay lại cũng không ngoài bốn chữ. Ân oán thị phi mà thôi. Ngụy Vô Tiền không tiện truy hỏi đến cùng, mến cớ nhịn xuống nói. Vậy sau đó thế nào? Sau đó, Lai Mì Thần nói. Phụ thần ta biết được chân tướng, tất nhiên vô cùng thống khổ. Mặc dù luôn đấu tranh khổ sở, người vẫn bí mật mang cô gái này về, không mảng đến sự phản đối trong gia tộc, lặng lặng bái thiên địa với nàng, đồng thời tuyên bố với tất cả mọi người trong tộc đây là thê tử một đời một kiếp của người. Ai muốn động đến nàng trước tiên phải bước qua xác người đã. Ngụy Vô Tiện chọn tròn mắt. La Mi Thần lại tiếp. Sau khi hôn lễ kết thúc, phụ thân ta tìm một gian nhà, nhốt mẫu thân ta lại. Rồi tìm một gian nhà khác, tự nhốt bản thân mình. Nó là bế quan, thực chất là sám hối lỗi lầm. Dừng một chút, y hỏi. Ngụy Công Tử, ngươi có hiểu vì sao người lại làm như vậy không? Im lặng dây lát, Ngụy Vô Tiện đáp. Người đó vừa không thể nào tha thứ cho hung thủ đã giết chết ân sư của mình. Cũng không tài nào, nhưng người con gái mình yêu thương phải chết. Không thể làm gì khác hơn là thành thân với nàng để bảo vệ tính mệnh của nàng. Rồi lại ép buộc bản thân mình không được đi gặp nàng. Lam Minh Thần nói, Ngươi cảm thấy làm như vậy là đúng hay sai? Ngụy Vô Tiện đáp, Ta không biết. Sắc mặt Lam Minh Thần thấp thoáng vẻ mờ mịt. Vậy ngươi cảm thấy, Phải làm thế nào mới đúng? Ngụy Vô Tiện lại đáp, ta không biết. Lát sau, La Mi Thần hạ giọng nói, phụ thân ta làm vậy, có thể nói là bất chấp tất cả. Trưởng bối trong tộc, ai nấy vô cùng phấn nổ, nhưng họ đều là những người nhìn phụ thân trưởng thành, không thể làm gì khác, chỉ đành giữ kín bí mật này. Với người ngoài, họ ám chỉ gia chủ phu nhân của cô Tô Lan Thị, có bệnh khó nói, không tiện gặp người. Đợi đến khi ta và vong cơ chào đời, lập tức bế chúng ta ra ngoài cho người khác chăm sóc. Lớn hơn chút nữa thì giao cho thúc phụ dạy bảo. Thúc phụ của ta, tính tình vốn dĩ cương trực, vì mẫu thân đã khiến phụ thân tự hủy đời mình, cho nên càng thêm căm ghét những người phẩm chất không đoan chính. Bởi vậy, thúc phụ dạy bảo ta và vong cơ hết sức tận tâm, cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi tháng chúng ta chỉ có thể gặp mẫu thân một lần, ngay cả căn nhà nhỏ này nữa. Hai đứa trẻ thơ, cả ngày chỉ đối với mặt với thúc phụ nghiêm khắc với dự dạy bảo nghiêm ngặt với đống sách vở trồng chất như núi mệt mỏi chán trường cỡ nào cũng phải giữ cho thắt lưng non nớt của mình thẳng tắp làm đệ tử ưu tú nhất trong tộc làm tấm gương sáng nhất trong mắt người đời hàng năm không được gặp người trí thân không thể nào nhà mà lòng vũ phụ được để đùa nghịch không thể ôm mẫu thân làm nũng nhưng bọn họ rõ ràng chẳng làm gì sai cả lam thần nói mỗi lần ta và vong cơ đi gặp mẫu thân người không hề oán hận mình bị nhốt ở đây chẳng thể đi lại buồn khổ biết bao mà chỉ hỏi về học tập của chúng ta mẫu thân thích nhất là trêu chọc vong cơ nhưng người như lâm vong cơ bị trêu chọc để ấy lại càng ngậm tâm không nói sắc mặt càng kém từ nhỏ đó là như vậy chẳng qua y cười cười đi vong cơ chưa bao giờ nói ra miệng nhưng ta biết mỗi tháng đều ấy đều mong chờ đến ngày được gặp mẫu thân để ấy và ta đều như thế ngụy vô tiện thử tưởng tượng ra cảnh Làm mong cơ hồi nhỏ được mẫu thân ôm vào lòng khuôn mặt nhỏ xíu trắng như tuyết ửng đỏ cười phì cười theo ý cười còn chưa tan lam mê thần lại kể nhưng có một ngày thúc phụ bỗng nhiên nói với chúng ta đừng đến thăm nữa mẫu thân đã qua đời ngụy vô tiện khẽ hỏi làm chậm khi đó bao nhiêu tuổi? lamith thần đáp sáu tuổi. khi đó còn quá nhỏ, chưa biết qua đời nghĩa là gì, mặc kệ người khác khuyên giải an ủi ra sao, thuốc phụ trách cứ thế nào, đệ ấy mỗi tháng đều tiếp tục đến nơi này, ngồi ở hành lang, đợi người mở cửa cho mình. sau này lớn hơn một chút, hiểu ra mẫu thân sẽ không bao giờ trở về nữa, cũng không có ai mở cửa cho mình, vòng cờ vẫn cứ đến. lamith thần đứng dậy đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào. Nguyễn Vô Tiện nói, vong cơ từ nhỏ đã rất cố chấp. Tiếng lá cây xào xạc, đám hoa long đạm trước nhà dập dần theo gió, lưu luyến muôn vạn. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dừng lại nơi hành lang của căn nhà nhỏ, tựa như nhìn thấy một bé trai trên trán buộc khăn, đoan đoan chính chính ngồi trước căn phòng, lặng lặng cho cánh cửa kia mở ra. Hắn nói, lam phu nhân nhất định là một người vô cùng ôn nhu lam mi thần đáp mẫu thân trong ký ức của ta quả thực rất ôn nhu ta không biết năm đó vì sao người lại làm ra những chuyện như thế mà thật ra ta cũng ý sở thật lâu thẳng thắn nói cũng không muốn biết im lặng trong tay lát lam mi thần rũ mắt rút liệt băng ra một cơn gió đêm chợt đưa tới tiếng tiêu giả dích tiếng tiêu trầm thấp, tựa như đang thở dài. Ngụy vô tiện đã từng nghe Lam Mi Thần thổi liệt băng, tiếng tiêu như chính con người của trạch vũ quân vậy, như mưa thuận gió hòa, ôn ấm áp. Mà lúc này đây, tiếng tiêu vẫn tuyệt diệu như trước, nhưng người ta lại nghe được cảm xúc không ổn. Gió đêm khẽ thổi, mái tóc đen và đai buộc chán của Lam Mi Thần đã hơi rối loạn. Mà vị gia chủ của Tô Lam Thị này vốn dĩ luôn coi trọng vẻ ngoài lại hoàn toàn không để ý. Cho đến khi khúc nhạc kết thúc, ý mới buông liệt băng, nói Vân thầm bất chi xứ đêm khuya, không thể tấu nhạc. Hôm nay ta nhiều lần làm trái nệ thường, khiến ngụy Công Tử phải chê cười rồi. Ngụy Vô Tiền nói Có gì đâu chứ? Trạch Vô Quân lẽ nào đã quên? Người đang đứng trước mặt ngươi chính là người vi phạm lệnh cấm nhiều nhất. Lam Thần cười cây bảo Thân thế của ta và vong cơ Cô Tô Lan Thị chưa bao giờ công bố với cả bên ngoài Ta vốn không nên nói cho người biết Nhưng bỗng đêm này Ta bỗng dưng muốn tâm sự cùng ai đó Nên mới nhất thời xúc động Ngụy Bồ Tiền đáp Ngụy Mỗ cũng không phải kẻ lắm chuyện Trạch Vu Quân xin cứ yên lòng Lam Mi Thần nói Có điều ta nghĩ vong cơ Cũng sẽ không giấu giếm với ngươi điều gì Ngụy Bồ Tiện nói, Hắn không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Nhưng với tính cách của vong cơ, ngươi không hỏi để ấy làm sao nói ra được. Có một số việc, ngươi hỏi vong cơ cũng sẽ không nói. Ngụy vô tiện còn muốn đáp lời, lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Ngoái đầu nhìn lại, là vong cơ đang tới, thân thể tắm trong ánh trăng. Tay phải của y cầm theo hai bình rượu tròn vo, niêm phong đỏ thấm. Ngụy vô tiện sáng bừng hai mắt nói, hàm quang quân Ngươi thật đúng là chi kỷ Hồi lâu sau La Mỹ Thần rút cục không tay Mệt mỏi nói Cho đến bây giờ Mấy chuyện này đều chỉ có ba người chúng ta Lại biết Không tìm được đâu Thì không đưa ra được chứng cứ Tất cả đều chỉ là lời từ một phía Vô phương thuyết phục người ta Thuyết phục toàn thiên hạ Nên bước tiếp theo Nên làm thế nào Còn cần phải bàn bạc kỹ hơn Ngụy vô tiện khẽ vút cảm nói Lam Tông Chủ cho ta hỏi thêm một câu. Thi thể Xích Phong Tôn. Lai Mị thần nói, không cần lo no lắng, thi thể đại ca các nhà đã thấy tận mắt, giờ hoài tăng giữ. Ngụy Vô tiền nói, Kim Quang Dao phản ứng ra sao? La Vong Cơ nói, Thiên y vô phùng không chơi vào đâu được, không sai sót xả gì hết. Ngụy Vô tiền đã biết hắn nhất định sẽ diễn đến tròn vai, nói, mọi người trông thế là tốt rồi, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ lan truyền xôn xao kim quang giao là tiên đốc trên danh nghĩa lại là nghĩa đệ xích phong tôn nhất định phải truy xét việc này đưa ra câu trả lời khiến hắn đâm lao theo lao cuối cùng lộ sơ hở không cần phải sợ hắn hạ độc thủ nữa lam Mi thần mang vẻ mặt khó hiểu nói ngụy công tử ngươi không cảm thấy chuyện di đăng Náo tổ quay về nhân thế sẽ càng xôn xao hơn sao ngụy bôn tiện thầm nghĩ quả thật quên mất. Di lăng lão tổ trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn so với xích phong tôn, không đầu ha. Lai Mị Thần nói, vân thâm bất chi xứ chỉ có thể để các người tạm thời ẩn náu. Không lâu sau, vẫn sẽ có người đến kiểm tra. Các người phải tự ra ngoài, nghĩ biện pháp tìm được bằng chứng xác thực, mang tính quyết định. Cũng tức là cái đầu. Nguyễn Bất Tiện gật đầu nói, đã rõ. Hắn quay qua hỏi Lam Vong Cơ một cách rất tự nhiên khi nào thì đi hắn theo lệ thường nghĩ làm vòng cơ nhất định sẽ cùng hành động với mình làm vòng cơ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy nói lập tức xuất phát la mị thần nhìn hai con người tự nhiên như rồi hoàn toàn không hỏi ý kiến hắn lại bày ra vẻ mặt muốn nói mà lại thôi cuối cùng vẫn là than thở bên kia ta cũng sẽ để ý hắn nói bên kia dĩ nhiên là chỉ kim quang dao bên kia rồi ra khỏi tàng thư cát Nguyễn Bôn Tiền nói, Cá ca, ca, ngươi chịu đả kích lớn thật. Là một cờ nói, đả kích có lớn nữa, tìm được chứng cứ hắn cũng sẽ không nhân nhược. Nguyễn Bôn Tiền nói, thế cơ mà dù sao cũng là ca ca ngươi chứ bộ. Đúng lúc đó bụi cỏ bên đường sột xóa xung động, lòng Nguyễn Bôn Tiền căng thẳng, bỗng thấy đám cỏ rẽ ra, lấp đó một cái đầu nhỏ, lông trắng mượt, cùng một đôi tay thật dài. Con thỏ này giật giật cái mũi phấn hồng, thế làm vòng cờ vành tay rũ xuống bóng dựng đứng lên đạp chân một cái bắn lên chân người hắn làm vòng cờ đưa tay ra đón được nó ôm trong khẩu tay bọn họ đi tới trên tràng cỏ xanh tiểu bính tử nằm cạnh một gốc cây hơn 10 con thỏ trắng tròn vo vây quanh người hắn đa số đều đang an ổn nhắm mắt ngủ còn lẻ tẻ vài con vẫn đang co mông ngọ ngoài ngụy vô tiền đi tới bên gốc cây gãi đầu lừa tiểu bính tử tiểu binh tử giật mình một cái lỗ mũi phun phì phì tỉnh dậy thấy ngụy vô tiền đang định giống lên ẩm đám thỏ túm tụm lại cũng bị đánh thức Tai dài run lên đèo nhắm làm vòng cơ bên kia từng đám từng đám một vây quanh đôi giày trắng như tuyết của hắn nhảy qua nhảy lại cũng chẳng biết đang phân khích cái gì ngụy vô tiền nắm lấy dây buộc tiểu binh tử vừa túm vừa dọa dấm. không được kêu bây kêu ta đánh bậy đó không ta bảo hắn đánh ngươi bầy thỏ đứng bằng chân sau trên đất, vươn người lên. Từng con từng con một bấu víu trên đùi Lam Vong Cơ, đều muốn trèo lên. Lam Phong Cơ mặc cho chúng lăn qua lăn lại, lừng lững không đầu. Ngụy Vô Tiện xua chúng nó cũng không đi. Theo sau lưng hắn, đến khi bọn hắn ra khỏi đại môn vân thâm bất chi xứ, mới rũ tài xuống, ngồi một chỗ ngóng theo chủ nhân rời đi. Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn nói, Điều luyến tiếc ngươi nha, hàm quang quân, thật là không ngờ Ngươi thế mà khiến mấy vật nhỏ kia yêu thích như vậy Ta lại không có được Là mộng cơ nói Không được Ngụy vô tiện Đúng Chim trí thỏ rừng Mèo nhà chim bay Thấy ta đều xoay người bỏ chạy Là mộng cơ lắc đầu Ý thứ quá rõ ràng Nhất định là ngụy vô tiện trước kia Làm việc xấu mới không được chúng yêu mến Đường xuống núi Trên đường mòn ngụy vô tiện bóng nói Ái tôi ta đã bụng Là mộng cơ nói Nghỉ ngơi thay thuốc Ngụy Bôn Tiện nói Không được, phụ cận vân tâm bất chi xứ không an toàn Dây dưa phút nào, nguy hiểm phút đó Ta ngồi xuống là được rồi Làm một cơ nói Vậy, ngươi ngồi đi Ngụy Bôn Tiện vẻ mặt đau khổ nói Động tác lên lửa lớn quá Ta sợ, đứng đến vết thương Làm một cơ dừng lại Xoay người nhìn hắn một lát Rồi bỗng đưa tay Tránh vùng quanh chỗ vết thương ra Ôm lấy hông hắn Nhẹ nhàng bế hắn đặt lên lưng tiểu bính hai người một cưỡi lửa một đi ở lề đường Nguyễn bôn tiện cưỡi lửa cười đến híp cả mắt lại mong cờ nói sao Nguyễn bôn tiện nói không sao như vừa làm được ít chuyện xấu trong lòng hắn có chút khoái chí tuy rằng rất nhiều chuyện thời thơ bé hắn đều không nhớ rõ thế nhưng có một số hình ảnh trước sau mơ hồ in sâu trong trí não của hắn một đường mòn một con lửa hoa bé bé ba người một người đàn ông áo đen nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ áo trắng bế lên đặt chân nâng lừa hoa bé rồi cao cao nâng một đứa bé nho nhỏ lên công canh trên vai mình hắn chính là đứa bé thấp bé không đến ngang đầu đùi kia ngồi trên vai người đàn ông áo đen kia vụt cái trở nên cao rất cao uy phong lẫm liệt lúc thì túm tóc người đàn ông lúc thì xoa nó nắn, nắn mặt hắn hai chân không ngừng quấy đạp miệng ôa kêu loạn người phụ nữ áo trắng kia lắc lư ngồi trên lưng con lừa nhìn bọn họ dường như đang cười đàn ông ấy lại trước sau im lặng không thích trò chuyện chỉ nâng đỡ hắn cho hắn ngồi cao hơn vững hơn một tay dắt dây con lửa ba người chen chúc trên đường mòn chậm rãi đi về phía trước đấy là chút ký ức ít ỏi của hắn còn lại là cha và mẹ của hắn người buôn tiện mới nói lam trọng Nam chậm ngươi cầm sợi dây này ra ra chút đi lâm hồng cờ nói vì sao tiểu bính tử rất thông minh cũng không phải là sẽ không theo phía hắn nguyễn vô tiền nói thử một nụ cười dắt chút đi mặc dù vẫn chưa hiểu được vì sao nguyễn vô tiện tươi cười rực rỡ như vậy lam hồng cờ vẫn nghe lời kéo dây cương tiểu bính tử lên cầm trong tay nguyễn vô tiền lẩm bẩm um, còn thiếu một đứa nhỏ nữa lam ông cờ cười nói cái gì nguyễn vô tiện vui vẻ nói không có gì lam trạm Ngươi thật là một người tốt. Làm vòng cờ như không biết nên tiếp thu câu này của hắn như thế nào. Nhìn ánh mắt của hắn càng cảm thấy kỳ quặc. Ngụy Bông Tiện lại nói. Tự dưng phát hiện ra sao? Sao ta lại hư hỏng như vậy chứ? Từ bé đã hư rồi. Giờ ta nhận lỗi với ngươi còn không kịp. Làm Vong cờ hơi nhớn mày. Biểu cảm như vậy với hắn mà nói là cực kỳ hiếm hoi. Hắn hỏi ngược lại. Nhận lỗi. Trước đây, mỗi lần con người này muốn nhận lỗi với hắn thường là lại khơi mào một trận sai lầm khác càng nghiêm trọng hơn mười bộ tiền nói đừng mang cái vẻ mặt này nha ta nghiêm túc đó ôi ôi tính toán nợ cũ đã qua thì không lật lại giờ ngẫm lại bị chút chuyện xưa khi đó còn trẻ làm cho cực kỳ xấu hổ mười bộ tiền thầm nghĩ có khi là vì cái mặt luôn luôn cứng nhắc của lam chạm đi ta hẳn là thích nhìn bộ dạng của hắn tức giận mất kiểm soát cho nên mới luôn luôn cầm lòng không đặng muốn trêu đùa hắn quả thực là rất xấu xa nha may mà lam trạm không có chán ghét hắn thật rõ ràng trên đường chạy trối chết ngụy vô tiện không căng thẳng nổi chút nào cứ một con lừa hoa nhỏ đằng trước có làm vong cơ dắt dây cương dẫn đường cả lòng đều phơi phới an nhàn như cưới mây đạp gió vậy chỉ cảm thấy cho dù có ngay một đống thế gia to nhỏ đánh ra từ ven đường ngoài việc kẻ xấu hang hái sát phong cảnh ra thì cũng chẳng hề chi. Thậm chí còn có tâm tình thưởng thức thiên nhiên hoang dã giữa anh trăng, còn rút sáo trúc ra bên hông định thổi một khúc. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn thổi ra một đoạn giai điệu, nghe tiếng, bước chân làm vòng cờ hơi khưởng lại, còn đáy lòng người vô tiện lại bỗng nhiên bật sáng. Người vô tiện nói, Lam chạm, Lam chạm, ta hỏi ngươi, năm đó ở đáy động huyền vũ tàn sát núi Mộ Khê, người hát cho ta nghe một bài, Rốt cục tiến là gì vậy? Làm ông cờ nói Sao tự dưng lại nhớ ra hỏi chuyện này? Người vô tiện nói Người cứ nói đi Tiến là gì? Hình như tao đoán ra Ngươi nhận ra thế nào rồi? Đêm đó Ở núi Đại Phạc Hắn thổi ra chính là giai điệu Làm ông cờ khẽ ngâm Bên cạnh hắn ở đáy động huyện Vũ tàn sát Làm ông cờ nói Không có Nguyễn Bôn Tiện nói Không có gì Không có tên sao sao lại không có tên tự ngươi sáng tác mà la mông cơ nói ừ um. nguyên vô tiện nói thực sự là tự sáng tác la mông cơ nói ừ nguyên vô tiện nói bảo sao cái gì ta ta hỏi tiếp cái này ha ha hắn thử dò xét nói nói ngươi thực sự là dựa vào từ khúc này nhận ra ta hay tức là ngươi chưa từng hát qua gảy qua trước mặt người khác ngập ngừng lên hát la mông cơ nói chưa từng Nguyễn Vô Tiện cả người phấn chấn, đá mạnh tiểu binh tử một cú. Tiểu binh tử tức giận giống lên, như muốn hất chân, đá hậu hất hắn xuống đất vậy. Làm một cờ vội níu chặt dây. Nguyễn Vô Tiện ôm cổ tiểu binh tử nói: "Không có việc gì, không có việc gì, nó vẫn cáu kỉnh vậy mà, sẽ chỉ đá hai cái vậy thôi." Chúng ta nói tiếp: "Vậy sao ngươi không đặt cái tên cho từ khúc này nhỉ?" "Nhanh, đặt tên cho nó đi. Có muốn ta góp ý không? Không bằng cứ gọi là